Đi bé. Lỏng lỏng quá. Bé nó hai thằng đó vào ra tháng 3 này không? Cô mấy tuổi vậy? 14. Bé này mai. Mấy đứa tuổi này hay có mụn. Mà nhà nó hai đứa con nó đỏ cái trán không á. Hai cái trán. Trán không thiệt. Thằng lớn hồi nó đi làm đâu một cái trán. Cái sau đi không? Lớn nó đi học mà bán trú á, cấp 3 học bán trú mấy cái đâu có thời gian. Cái điểm mà cái nó chịu từ đó mà hết. Lo mặt mày dùng kem chấm lên là đánh lên luôn. Đánh đều hết mặt nó mới đỡ sạm được, với lại sáng da lên nữa. Trị thâm trị mụn luôn. Ý đừng cho lên mụn nữa được. Không lên mụn là không thâm. Giống như bị tổn thương rồi là hở nó căng lên, hở căng lên. Không chiếu hả? Tối buổi tối thôi đúng không? Trăm bảy, ok. Trăm bảy. Về bôi cho thằng cô được luôn rồi. Qua tối quá chứ. Tối bôi hắn luôn thầy. Thế là bắn một cái này. Đau tráng nghe đau lắm. Nào ok xong
Loan chuyên đánh mình đi. Ok. Đâu 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 nít đâu. 70 tuổi cũng bình thường mà. Lớn rồi chứ, má con lớn. 70 tuổi còn cũng có làm mà. Có. 3 tuổi cũng có. 3 tuổi hả? Trời. Là chắc một nhột chứ chị. Không, cái mụn kiểu quá. Nói chung là 3 tuổi, 5 tuổi có hết. Cái bé nó nằm ngay hai cái má không thì. Mấy bữa ăn chó mà nó xuống cái má là. Má nó không chịu gì vậy uống chứ. Ừ. Thăm hết rồi đây nè. Mua kem về bôi vô luôn. Vừa lái vừa bôi mới tốt. Tính ra chứ mụn dễ chữa hơn nám luôn thì. Trông. Tất nhiên nám chữa hồi không hết. Na tự nhiên cái năm nó đi chơi đồ không à. Không biết cây chống nắng. Không phải đâu, dùng cây chống nắng mà đi phơi nắng vẫn bị bình thường. À, nhưng mà nó không dùng nó không nói biết. Nói chung là hạn chế cái nắng, nắng một trời cũng kinh lắm. Kinh dị luôn. Thì hai gò má thì trời trời chạy chị cũng là 3 năm. Cũng trì vì cái nám. Mà vẫn còn ít nên kem bởi mới dùng retinol bồ nữa đó. Dùng vô là cái đứng liền da yếu. Thôi đừng dùng đi. Nấu mụn banh mặt luôn. Nấu mụn né đây nè. Đây. Đây là tốn tiền mới được đi. Không tốn tiền chắc không được đi. 2 mấy triệu rồi đó. Trời cứ vui lẫn lây mụn miết đó. Đó, gần được rồi bé ơi. Ôi trời, bà này cũng còn có đóng ra. Tối về, tối giờ 10 giờ đêm là giờ tôi nằm coi live stream của bà đó. Có mụn. Tất có nằm mụn. Coi. Ừ, nhiều người ghiền chứ. Người ghiền nhà lấy khóe. Nhiều người có thằng mụn. Nào nó thích con nằm mụn. Con nằm mụn thích hơn đúng không? Ừ. Nhưng mà mụn đầu đen được như đây thích này. Mụn mà mũ nhìn ghê lắm. Không coi. Mụn to đồ không coi đúng không? À không coi. Nhận cha máu với mũ lẫn lộn đây là coi sướng này không có máu nặng ra thấy đã đã để nặng về cái cục to qua nhìn này. Mấy đứa nên ít chịu đau được thì. Mình mà thấy là mình sướng.
Cái đèn rồi mà thấy gì? Đâu phải đèn rồi là thấy đâu. Nhìn khi là thầm nó chứ đâu phải mụn. Không, lấy nhô lên là thấy. Không nhô là chịu. Bé này cũng dùng đúng không? Bữa nó bé dùng không? Dạ. Còn dùng không? Còn. Lâu chưa? Em dùng mấy tháng rồi? Em dùng mấy năm rồi. Mấy năm luôn không? Ừ. Từ qua 1 chấm không chưa? Em dùng qua có liều cao hơn 1.0 rồi chị. Liều cao hơn đang em dùng qua cái gì hả? Chị thấy đang quảng cáo cốt á. Vô chứ. Vô cái cốt à? Vô. Ờ, vô, vô đúng rồi đúng không? Ống dài dài ấy, tròn tròn. Màu xanh trắng đúng không? Ừ. Đang dùng cái đó. Mình để làm chưa cái này? Thì cái này thì nó là chất của hắn á, là chống lão hóa. Đúng rồi. Dùng cho về sau này cái da mình nó sẽ đỡ lão hóa sau với người từ cùng một đứa tuổi á. Nó dùng dùng tam bóng đẹp lắm. Đấy như người mà hợp dùng thì đẹp lúc đó thôi chứ ngưng dùng cũng rứa rồi. Phải dưỡng, nói chung là nói chung chăm đồ là phải chăm theo miết đó, dùng phục hồi của lò hãm mới biết không, C S I 30 mà 2 triệu bữa nay chứ à không à 2.550.000 à B5 phục hồi đó. Da ai khỏe là dùng nó đẹp lắm, da chị yếu. Do gì chị điều trị nám á. Da mỏng không nên dùng đồ, càng dùng mình, càng mà khi đi là mình đã nói rồi nghe. Mình nói cái con mua đồ mỹ phẩm, con Nika đó em.